Để ăn uống trong đột quỵ đó thì tùy theo cái bệnh nền tảng của bệnh nhân mà chúng ta có những cái chế độ ăn tuân thủ riêng biệt. Thì tuy nhiên nhưng mà đa số những cái nguyên tắc chung thì chúng ta đối với bệnh nhân sau khi đột quỵ đó thì đa phần là bệnh nhân có cái tình trạng tăng huyết áp nè, mỡ máu cao nè, bệnh nhân tiểu đường nè, thì chúng ta phải ăn chế độ ăn giảm muối, giảm đồ ngọt, kiêng cữ đồ ngọt, ăn giảm đồ dầu mỡ, giảm chất béo, ăn nhiều chất xơ và không ăn ban đêm, và vận động nhiều, tránh những cái tích tụ năng lượng mà quá mức. Nói chung thì chúng ta có chế độ ăn thì nên tuân thủ theo một số những nguyên tắc chung như thế.